Tuần cựu nhật khấn thánh cả Giuse ngày thứ 9, thánh cả Giuse và Chúa Giêsu. Trong giờ khấn này xin được cầu nguyện cho tất cả quý ông bà và anh chị em, cầu nguyện cho các bệnh nhân, các cụ già, các tội nhân, cầu nguyện theo tất cả những ý cộng đoàn xin khấn trong ngày hôm nay và xin ơn sám hối cho tất cả mọi người chúng ta. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu son. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin đứng bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hiệu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen. Mùa
dân kết tâm tình cùng tôn vinh thánh Du Xe. Ôi cha nuôi con Chúa uy linh, xác hồn người sáng khiết tinh, gương công chính cao vời còn luôn soi chiếu nơi nơi, như gương nam cao vút xanh tươi bóng rợp mãn cho muôn người. Xưa trên đời ngài đã tận tình xin giữ một gia thất yên vui, dù bao lầm than vẫn thành tín. Này bao rằng người chốn thiên đình phù dung và con khắp nơi nơi được chung anh theo bước chân ngài. Muôn dân kết tâm tình cùng tôn vinh thánh Du Xe. Ôi cha nuôi con Chúa uy linh, sát hồn người sáng khiết tinh, gương công chính cao vời còn luôn soi chiếu nơi nơi, như gương nam cao vút xanh tươi bóng rợp mãn cho muôn người. Suy niệm về thánh cả Du Xe, thinh lặng sức mạnh nội tâm. Tin mừng không để lại lời nào của Thánh Du Xe, đấng được Thánh Matthew gọi là người công chính, đấng là bổn mạng của giáo hội hoàn vũ, của các công nhân và của vô số thành phố, nhà thờ và nơi chốn. Do đó những lời và tư tưởng của Ngài có lẽ phải được hiểu chính là những việc làm của Ngài. Từ sự thinh lặng này, Đức Giáo Hoàng Biển Đức thứ 16 đã khám phá ra sự phong phú của một cuộc sống trọn vẹn, của một người đứng sau hậu trường, người mà gương mẫu thinh lặng ảnh hưởng đến sự lớn lên của Chúa Giêsu, Thiên Chúa làm người. Đức Giáo Hoàng Biển Đức thứ 16 đã nói, đó là sự im lặng mà nhờ đó Thánh Giuse cùng với mẹ Maria dõi theo lời Chúa. Một sự im lặng được dệt nên bởi sự cầu nguyện liên lỉ, lời cầu nguyện chúc tụng Chúa. Tôn thờ Thánh Ý Chúa và phó thác hoàn toàn vào sự quan phòng của người, không phải là phóng đại khi nghĩ rằng chính từ người cha Giuse mà Chúa Giêsu đã học được ở cấp độ con người, rằng nội tâm kiên định giả định một sự công chính đích thực, sự công chính trội vượt mà sau này Chúa đã dạy các môn đệ của mình. Amen. Lắng nghe lời Chúa phán và hãy quyết tâm thực thi, sống công bình bác ái làm chứng ta người đi. Con kiên tâm theo người là đường là chân lý, trao yêu thương cho đời lời người dẫn bước con đi. Lời Chúa là đường con theo bước, là đích đến mọi người trong tin yêu, luôn thắp sáng luôn khắc nhớ vào lòng. Lời của người là cõi phúc trường sinh. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Hàng năm cha mẹ Đức Giêsu trẻ hội đền Jerusalem mừng lễ vượt qua. Khi người được 12 tuổi, cả gia đình cùng lên đền như người ta thường làm trong ngày lễ. Xong kỳ lễ, hai ông bà trở về, còn cậu bé Giêsu thì ở lại Jerusalem mà cha mẹ chẳng hay biết. Ông bà cứ tưởng là cậu về chung với đoàn lữ hành, nên sau một ngày đường mới đi tìm kiếm giữa đám bà con và người quen thuộc. Không thấy con đâu, hai ông bà trở lại Jerusalem mà tìm. Sau 3 ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong đền thờ, đang ngồi giữa các thầy dạy, vừa nghe họ vừa đặt câu hỏi. Ai nghe cậu nói cũng ngạc nhiên về trí thông minh và những lời đối đáp của cậu. Khi thấy con, hai ông bà sừng sốt và mẹ người nói với người: "Con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Con thấy không, cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con." Người đáp: "Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của cha con sao?" Nhưng ông bà không hiểu lời người vừa nói. Sau đó người đi xuống cùng với cha mẹ trở về Nazareth và hằng vâng phục các ngài. Riêng mẹ người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng. Đó là lời Chúa. Lời cầu. Hàng năm cha mẹ Đức Giêsu trẻ hội đền Jerusalem mừng lễ vượt qua.
Xin cho những người cha noi gương Thánh Giuse biết hướng dẫn gia đình đi theo đường lối Chúa. Còn cậu bé Giêsu thì ở lại Jerusalem mà cha mẹ chẳng hay biết. Ông bà cứ tưởng là cậu về chung với đoàn lữ hành, nên sau một ngày đường mới đi tìm kiếm. Xin cho những người cha noi gương Thánh Giuse luôn khát khao tìm kiếm Chúa hiện diện trong gia đình mình. Sau 3 ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong đền thờ. Xin cho những người cha noi gương Thánh Giuse kiên trì tìm kiếm Chúa dầu có gian nan thử thách. Khi thấy con, hai ông bà sửng sốt và mẹ người nói với người: Con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Con thấy không, cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con. Xin cho những người cha noi gương Thánh Giuse biết lắng nghe tiếng Chúa dần dần khi tìm kiếm người. Sau đó người đi xuống cùng với cha mẹ trở về Nazareth và hằng vâng phục các ngài. Xin cho những người cha noi gương Thánh Giuse trở nên người cha gương mẫu trong gia đình thánh. Chúng ta thinh lặng cầu nguyện theo ý riêng của mỗi người. Kinh cầu Thánh Giuse. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúa Kitô nghe cho chúng con. Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thần. Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thần. Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời Thần. Ba ngôi cũng là một Đức Chúa Trời. Rân Thánh Đức Bà Maria, ông Thánh Giuse. Ông Thánh Giuse là đấng sang trọng bởi dòng David. Ông Thánh Giuse là sứ sang các thánh tổ tông. Ông Thánh Giuse là bạn Đức Mẹ Chúa Trời. Ông Thánh Giuse là đấng thánh sanh gìn giữ Đức Nữ Đồng Trinh. Ông Thánh Giuse là đấng dưỡng nuôi con Đức Chúa Trời. Ông Thánh Giuse là đấng ân cần gìn giữ Chúa Kitô. Ông Thánh Giuse là đấng cai quản thánh gia thân xưa. Ông Thánh Giuse gồm no mọi nhân đức. Ông Thánh Giuse cường thanh cường tình. Ông Thánh Giuse cường khôn cường ngoan. Ông Thánh Giuse là đấng vững vàng mạnh mẽ. Ông Thánh Giuse chịu lụy mọi đàng. Ông Thánh Giuse rất ngày trinh thần thà. Ông Thánh Giuse là gương nhân đức nhịn nhục. Ông Thánh Giuse yêu chuộng sự khó khăn. Ông Thánh Giuse là gương tốt lành cho kẻ làm thờ phải soi. Ông Thánh Giuse là mẫu mừng sáng láng về cách ăn nết ở trong nhà. Ông Thánh Giuse gìn giữ các kẻ đồng trinh. Ông Thánh Giuse là như cột trụ cho kẻ bệnh tật được cậy trông. Ông Thánh Giuse là quan thầy phù hộ kẻ mong sinh thì. Ông Thánh Giuse các ma quỷ kinh khiêm. Ông Thánh Giuse là đấng bảo hộ cả và hội thánh. Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế. Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế. Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế. Chúa đã đặt ông Thánh Giuse làm chủ nhà Chúa cùng cai quản gia nghiệp Chúa. Chúng con lạy ơn Đức Chúa Trời bởi lòng thương vô cùng đã chọn lấy ông Thánh Giuse làm bạn cùng Rân Thánh Đức Mẹ Chúa Trời. Chúng con kính chuộng ông Thánh Giuse là quan thầy phù hộ chúng con ở dưới đất, thì xin Chúa ban cho chúng con được đáng ăn mày quyền thế người, cầu bầu cho chúng con ở trên trời. Amen. Kinh ông Thánh Giuse bảo trợ những vụ khó khăn.
Lạy Thánh Giuse, xưa nay không ai kêu cầu Cha mà vô hiếu. Cha có thần thế trước mặt Đức Chúa Trời, đến nỗi người ta có thể nói rằng trên trời Thánh Giuse truyền lệnh hơn là van xin. Lạy Cha hiền, xin cầu bầu cùng Chúa Giêsu cho chúng con. Khi ở thế gian này, Cha đã từng là Cha nuôi và là vị bảo hộ trung thành của Chúa Con Chi Thánh. Nay xin Cha bảo chữa cho chúng con bên tòa Chúa. Chúng con trao phó nơi Cha vụ khó khăn này. Xin Cha giải cờ giúp chúng con để thêm một vinh quang mới vào bao nhiêu vinh quang sẵn có của Cha. Lạy Thánh Giuse nhân từ, chúng con tin tưởng. Vâng, chúng con tin tưởng Cha có thể chấp nhận lời nguyện của chúng con và giải thoát chúng con khỏi những khổ cực ưu sầu mà chúng con đang gặp phải. Hơn nữa, chúng con vững lòng trông cậy Cha không bỏ qua điều gì dù minh cho những người sầu khổ kêu cầu Cha. Chúng con xâm mình dưới chân Cha, tha thiết nài xin Cha đoái thương đến những than van không lòng của chúng con. Xin Cha lấy tình thương như áo choàng che phủ chúng con và chung lành cho chúng con. Amen. Muôn dân kết tâm tình cùng tôn vinh Thánh Giuse. Ôi Cha nuôi con Chúa uy linh, xác một người sáng thiết tình, nhưng công chính cao vời còn luôn soi chiếu nơi nơi. Xanh tươi bóng rơm mát cho muôn người. Đây con thuyền hồi thánh bập bềnh, chiều sông hàng xô tới xô lui, cuồng phong hàng vây kín mọi lối. Hàng xin ngài để mắt thương nhìn, dìu dắt và dẫn Chúa chung kiên, tìm theo đường chân lý vững bền. Dân kết tâm tình cùng tôn vinh Thánh Giuse. Ôi Cha nuôi con Chúa uy linh, xác một người sáng thiết tình, gương công chính cao vời còn luôn soi chiếu nơi nơi. Như hương nam cao vút xanh tươi bóng rơm mát cho muôn người. Như hương nam cao vút xanh tươi bóng rơm mặt cho muôn người. Lạy Thánh Cả Giuse, Lạy Thánh Cả Giuse, Lạy Thánh Cả Giuse. Chúng ta đọc một kinh lạy Cha, một kinh kính mừng và một kinh sáng danh để cầu nguyện theo tất cả những ý cộng đoàn xin khấn hôm nay. Lạy Cha chúng con ơi trên trời, chúng con nguyện danh Cha ca sáng, nơi Cha trì đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Kính mừng Maria, đầy ân phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy màn Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta đã trải qua 9 ngày khấn Thánh Cả Giuse.
chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng nhờ lời chuyển cầu tuyệt hảo của Thánh cả Giuse, chúng ta được ân nghĩa với Chúa, đón nhận được nhiều ân sủng của Chúa. Kính thưa cộng đoàn có thể tiếp tục làm tuần 9 ngày khấn Thánh cả Giuse bất cứ khi nào chúng ta muốn, hay nhất là những lúc gặp khó khăn thử thách, đau ốm bệnh tật, chúng ta lại mở lên tuần 9 ngày khấn Thánh cả Giuse để hiệp thông cầu nguyện, xin Thánh cả Giuse cầu thay nguyện giúp, ban muôn phúc lành cho tất cả chúng ta. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em. Chúc anh chị em luôn được bình an. Dân kết tâm tình cùng tôn vinh Thánh Giuse. Ôi Cha nuôi con Chúa uy linh, xác hồn người sáng khiết tinh, gương công chính cao vời còn luôn soi chiếu nơi nơi, như gương nam cao vút xanh tươi bóng rực mãn cho muôn người. Xưa trên đời Ngài đã từng đến xin giữ một gia thất yên vui, dù bao lầm than vẫn thành tín. Này bao rằng người chốn thiên đình phù giúp và con khắp nơi nơi được chung anh theo bước chân Ngài. Muôn dân kết tâm tình cùng tôn vinh Thánh Giuse. Ôi Cha nuôi con Chúa uy linh, sát hồn người sáng khiết tinh, gương công chính cao vời còn luôn soi chiếu nơi nơi, như gương nam cao vút xanh tươi bóng rợp mặt cho muôn người. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen.